nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông đến với nghệ thuật hoàn toàn tình cờ, do sự ham vui của tuổi trẻ. Theo lời ông kể, trong thời gian chờ thành quả thi đại học, ông được những người chơi cùng khu phố rủ thi tuyển vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng có một tình yêu mãnh liệt với kịch nói. Đang lúc nhàn rỗi, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng theo chúng người chơi cho biết, không ngờ đổ thật. Cũng chính nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng kể lại ông vào được trường là nhờ sự bảo lãnh của thầy giáo, nghệ sĩ nhân dân Quỳnh Nga. Lý lẽ để nghệ sĩ Quỳnh Nga thuyết phục ban giám hiệu là đào tạo 100 kỹ sư, còn chờ đợi được khoảng 60 người thành nghề. Còn nghề này, cả khóa may ra trong chờ được 1-2 em. Hoàng Dũng là 1-2 em mà tôi đặt chờ đợi. Ông còn là một trong những nghệ sĩ gạo cội của làng mạc phim phía Bắc. Đến năm 1978, Hoàng Dũng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội rồi về công tác tại Đoàn kịch Hà Nội. Sau này Đoàn kịch Hà Nội được nâng cấp thành Nhà hát kịch Hà Nội và được cấp rạp công nhân. Sau 29 năm công tác đây, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng được bổ nhiệm làm giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội vào năm 2007. Ngoài cương vị giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội, Hoàng Dũng còn là ủy viên ban chấp hành, ủy viên hội đồng nghệ thuật của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, phó chủ tịch Hội sân khấu Hà Nội, ủy viên hội đồng nghệ thuật của thành phố Hà Nội. Thời gian sau nghỉ hưu, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng bất ngờ nổi danh với vai diễn ông Trùng trong Người Phán Xử. Về sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, trên sân khấu ông có thể đảm đương nhiều vai diễn thuộc các thể loại khác nhau, vai hài, vai bi, vai chính, vai phụ. Hoàng Dũng dần chinh phục được khán giả bằng khả năng qua những vai diễn nặng ký, phó giám đốc chính trong vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ Tôi và Chúng Ta, Lãm trong Hà Nội Đêm Trở Gió, Hai Hùng trong Ăn Mày Dĩ Dãn, Cả Khoa trong Cát Bụi. Những năm còn công tác ông kém cỏi sinh ra với những vai phụ trên màn ảnh nhỏ với các bộ phim như Những Người Sống Quanh Tôi Đa Viết Phương, Phía Trước Là Bầu Trời, Thái Sư Trần Thủ Độ, Đàn Trời. Dù tham gia rất nhiều phim nhưng thời điểm ấy tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng vẫn thiên về bộ môn kịch nói hơn. Suốt thời gian này, do bận bịu cho nhà hát kịch nên ông chưa thực sự dồn sức cho phim ảnh. Và phải đến những ngày gần về hưu, nam nghệ sĩ sinh năm 1956 thế hệ tích cực hơn. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng chiến thắng khi vào vai nhân vật ông Trùng Phan Quân trong Người Phán Xử. Bắt đầu từ đây, tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng được đẩy lên cao và thu được nhiều lời mời của các đạo diễn. Hiện tại, ông lại nổi tiếng với phim Về Nhà Đi Con. Hiện tại sau Người Phán Xử, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cũng đang góp mặt trong bộ phim Gây Bão Về Nhà Đi Con. Vào vai ông bố giàu có, nam nghệ sĩ sinh năm 1956 biểu lộ hoàn hảo tính cách lẫn cảm xúc của nhân vật. Nhiều người không ngại gọi nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là bố chồng quốc dân. Phan Trung Tình của ông thì nhận xét đây thế hệ chính là gừng càng già càng cay và ông thì đóng ngày càng hay. Từ lúc về hưu, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng bận bịu và đắt sâu sự kiện hơn. Là nghệ sĩ gạo cội thì những lời khen ấy hoàn toàn bình kém cỏi nhưng thực tế mà nói thì thời điểm ở tuổi xế chiều, lúc về hưu, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã được lộc. Ông từng chia sẻ có lẽ về hưu, ông sẽ có thời gian dành cho hậu phi con nhiều hơn, nhưng thực tế, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng ngày càng bận bịu với những dự án phim ảnh dài hơi. Chưa kể từ mức độ phủ sóng và độ hoa của phim ông đóng, nhiều đơn vị nhãn hàng bến hiệu tích cực mời nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng hơn. Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Được biết thời gian qua, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng được săn đón tham gia vào các sự kiện, lời mời quảng cáo, khai trương với mức cachet không hề nhỏ. Theo tiết lộ một nguồn tin thân cận, mức cachet dự sự kiện của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng hiện dao động từ 30-80 triệu đồng. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng và cháu nội. Dù cuộc sống bận bịu hơn nhưng nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình. Khán giả theo dõi trang cá nhân của ông sẽ thấy nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng kém cỏi chơi với cháu nội. Ngoài ra, khi có thời gian nhàn rỗi ông vẫn cho gia đình, thì thầm cùng hậu phi để bù đắp thời gian trước đây ông mải mê cho sự nghiệp. Cuộc sống của nghệ sĩ ngoài 60 tuổi được khán giả hâm mộ bởi sự viên mãn và hạnh phúc.